Cái tấm ấy đây mình mua, tấm ấy đây là mình mua trong tiệm bông à. Cái tiệm bông nó bán 15 đồng một ký, 15 đồng một ký, tái này cũng 70 đồng. Tái dọn xí 70 đồng à, trời ơi. Còn mình mua tiệm xây dựng à, tấm bự không, cũng 70 đồng luôn. Kỳ không? Mua tới đây trong tiệm bông mà về bà chủ la mà chẳng ra, nó kêu phá tiền mua tái nhỏ này có 70 đồng tại con ký mà. Còn cái tái đây bán tái thôi, không có con, không con ký, tái nhỏ tái bự cũng bằng nhau tiền, 70 đồng. Nhưng mà mua thấy khác không, nhỏ xí là 70, tái bự cũng 70. Chà, kỳ vậy. Mà mình mua thêm tái này nha. Tái này bán một tái 20 đồng thôi. Ôi trời, nhỏ xí. Tái ngắm mì bẹp bẹp thấy không? Cái đang biết cái ăn được không? Hay tái này chờ. Lần trước thì mình cũng làm mà con mắt lỗ mũi, nhưng mà lần này không, lần này cũng đỡ, nhưng tá bự quá trời. Đấy cũng, ôi chà, cái này cũng 10 ký á, chọn tá bự nhất lại. Đỡ đẹp không, một tá bí bự cô tí nhỏ bí này bỏ thằng này luôn.